Cuộc đối đầu với Tottenham tại Old Trafford ở giải Ngoại hạng Anh năm 2008-2009 cho đến nay vẫn là một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất mà MU mang đến cho người hâm mộ. Tại thời điểm ấy, đoàn quân của Sir Alex Ferguson đang bị Liverpool bám đuổi cắt cao trên bảng xếp hạng và bất cứ sơ sẩy nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới ngôi vô địch. Trong một ngày Cristiano Ronaldo và Rooney tỏa sáng rực rỡ, MU đã có màn vui dập Tottenham 5-2 dù bị Spurs dẫn trước 2 bàn. Đối với Manchester United, cuộc đối đầu với Tottenham tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh mùa 2008-2009 cho đến nay vẫn là một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất mà Quỷ Đỏ mang đến cho người hâm mộ. Họ đã có cuộc lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục với nguồn cảm hứng mang tên Cristiano Ronaldo. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức lại những diễn biến kịch tính nhất trong chiến thắng đầy quả cảm của MU với những chú gà trống thành London nhé. Let's go! Có vẻ như màn đối đầu với đội bóng cũ Dimitar Berbatov sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Mới chỉ những phút đầu mà tiền đạo người Bulgaria đã được hàng thủ Tottenham Hotspur chăm sóc tận tình thế này rồi. Thật là ấm lòng quá đi. Màn phối hợp của hai ngôi sao Bồ Đào Nha bên phía Quỷ Đỏ. Tiếc là cú đánh đầu của Cristiano Ronaldo sau quả tạt của Nani lại đi hơi lệch so với khung thành gà trống, nên tỷ số trận đấu vẫn là không đều. Phút 29, xuất phát từ pha chuyền vào bên cánh phải của Vedran Kotluka, Darren Bent đã tận dụng sơ hở của cặp trung vệ Rio Ferdinand, Nemanja Vidic đón bóng rồi tung cú sút căng tung lưới Van der Sar mở tỷ số cho Tottenham Hotspur. Chưa kịp bừng tỉnh sau bàn thua, MU tiếp tục phải nhận thêm gáo nước lạnh đúng 4 phút sau đó. Aaron Lennon đón bóng bên cánh phải trước khi bẻ sườn Patrick Evra thực hiện đường chuyền như đặt vào trong cho Luka Modric sút bóng bằng chân trái nhưng đôi cách biệt cho gà trống. Bị dẫn trước 2-0 ngay tại Old Trafford, Man United vùng lên mạnh mẽ. Cristiano Ronaldo với cú sút phạt cộng thêm pha đá bồi ngay sau đó suýt chút nữa đã mang về bàn rút ngắn cách biệt cho MU. Tiếc rằng thủ thành Gomez đã thi đấu tập trung và bay người hết cỡ để bảo toàn nguyên vẹn khung gỗ Tottenham. Đến lượt Wayne Rooney lên tiếng với cú dứt điểm góc hẹp, nhưng như đó vẫn chưa thể làm khó Gomez. MU vẫn chưa thể tìm được thứ họ cần trong 45 phút đầu tiên. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế dẫn 2-0 dành cho Spurs. Chính điều đó, ngay khi hiệp 2 được bắt đầu, huấn luyện viên Alex Ferguson đã có sự thay đổi trên hàng công khi rút Dani ra sân để thay bằng Carlos Tevez. Quỷ Đỏ vẫn đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Gomez thì bất ngờ họ đứng trước cơ hội ngang vàng để rút ngắn cách biệt. Phút 56, trong một pha phối hợp trung lộ, Michael Carrick lại là người cũ của Tottenham đã thoát xuống khôn ngoan, buộc thủ môn Gomez phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Hugo Webb không chút do dự chỉ tay vào chấm 11m, phạt đền dành cho MU. Trên chấm luân lưu, Cristiano Ronaldo không mắc bất cứ sai lầm nào để đánh bại thủ môn đối phương, rút ngắn tỷ số còn 1-2. Pha lập công này của CR7 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi kể từ đây, Man United đã thi đấu thăng hoa và khiến Tottenham trải qua cơn ác mộng thực sự. Phút 67, sau một loạt pha phối hợp nhuần nhuyễn ở giữa sân, bóng đến vị trí của Wayne Rooney và tiền đạo người Anh lạnh lùng tung cú sút chìm bằng chân phải hạ gục thủ thành Gomez, chính thức đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Và chỉ đúng một phút sau,
gã Suarez ghi dấu ấn bằng pha tạt bóng chuẩn xác bên cánh trái để Cristiano Ronaldo băng vào đánh đầu cắt mặt, đưa MU lần đầu tiên vươn lên dẫn trước trong trận đấu. Tỷ số hiện giờ là 3-2, nghiêng về đoàn quân Sir Alex Ferguson. CR7 đã không giấu nỗi niềm vui khi cởi phăng chiếc áo đấu để ăn mừng bàn thắng. Tất nhiên, một chiếc thẻ vàng đang chờ đón ngôi sao Bồ Đào Nha. Cùng nhau ghi bàn, cặp đôi Ronaldo và Rooney càng đá càng hưng phấn. Phút 71, Cristiano Ronaldo có pha độc diễn bên hành lang cánh. Sau động tác đảo chân đầy điêu luyện, CR7 có pha treo bóng đầy tinh tế vào trong vòng cấm. Ở đó, Rooney đã đợi sẵn và với một pha khống chế gọn gàng cùng cú dứt điểm lạnh lùng, số 10 của Manchester United cũng đã có cho riêng mình hai bàn thắng. Tỷ số lúc này đã là 4-2 cho Quỷ Đỏ, dẫu cho Jonathan Woodgate cũng đã cố gắng cứu bóng ngay trên vạch vôi nhưng mà hoàn toàn bất thành. Đang đà lên chân, suýt chút nữa Rooney đã lập hat-trick cho riêng mình. Thế nhưng cú bấm bóng có phần hơi ngẫu hứng của tiền đạo người Anh không gây quá nhiều khó khăn cho Gomez. Tottenham cũng vùng lên mạnh mẽ sau quãng thời gian bị dồn ép. Nhưng mà lần này Darren Bent đã không được thần may mắn gọi tên, cho nên tất cả chỉ dừng lại ở cơ hội và cách biệt vẫn là hai bàn cho United. Thời gian càng trôi về những phút cuối thì cũng là lúc MU tung đòn quyết định. Dù mất tới hai lần dứt điểm bằng đầu lẫn chân, nhưng mà cuối cùng Berbatov cũng đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Lúc này đội chủ sân Old Trafford đã dẫn trước 5-2, một màn lội ngược dòng quá đổi mãn nhãn của Ronaldo cùng đồng đội. Trong những nỗ lực cuối, Tottenham cũng có thêm một lần làm rung chuyển mảnh lưới Van der Sar, nhưng mà đáng tiếc cú dứt điểm này chỉ đưa bóng chạm lưới ngoài mà thôi. Và đó cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, thầy trò Ferguson đã tạo ra chiến thắng cực kỳ thuyết phục 5-2, dù cho đã bị dẫn 2-0 trong hiệp 1. Đây quả thực là một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Dấu ấn của Cristiano Ronaldo trong màn lội ngược dòng này của MU là vô cùng đậm nét. Chiến thắng này còn là bước ngoặt giúp thầy trò Sir Alex vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 3 liên tiếp khi bỏ xa đội bám đuổi Liverpool 4 điểm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.